thấy có cái miếu quan kìa. Ba anh em mình vô nghỉ đi, sáng mai mình lên đường đi tiếp. À. Sát bìa rừng á có cái miếu quan, ra đó hả cho mà bị giật chết tươi luôn. Đúng rồi. Bỏ ngoài tai những lời đồn đoán, chàng thư sinh nghèo vẫn quyết tâm dọn đến ngôi miếu quan và xem đây như là nhà của mình. Thưa cha mẹ, nhất định con không bỏ chồng về làm thiếp cho kẻ đó. Con dâu nhà họ Đinh ở xóm Hạ do bị gã ép bán làm hầu thiếp cho nên quyết định tự vẫn. Chuyện của Bạch Lê đó, cô bị ép gã gán nợ đó. Nhị thừa có cứu được mạng của Bạch Lê và giải mã được những bí ẩn xung quanh ngôi miếu hay không? Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện xưa tích cũ, câu chuyện Bí ẩn ngôi miếu quan, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ hai, thứ ba, ngày 15-16 tháng 10 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1.